Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm và một tum, có mặt tiền mái thái hình chữ A với diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài là 16m. Nhà này hướng chính đông quý vị nhá. Nhà này có con đường phía trước rộng 8m. Đây là đường cụt quý vị nhá, và có vỉa hè mỗi bên là 3m. Nhà này có địa chỉ tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một vị trí rất là gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú quý vị nhá. Khu vực đây thì được xây đồng bộ một trệt hai lầu đúc 3 tấm hết quý vị ạ. Đây là mặt tiền căn nhà này. Và trong đây là đường cụt quý vị nhá. Mình ở đường cụt thì sẽ rất là an ninh và yên tĩnh, thông thoáng ở khu vực này. Với công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Mặt tiền mái thái hình chữ A, ban công vuông, lan can thì được chủ nhà làm sắt đúc kỹ thuật sơn màu đen rất là đẹp. Mặt tiền ở dưới đây thì được chủ nhà úp gạch giả đá lên tới trên luôn. Chủ nhà có DJ chờ camera sẵn ở đây quý vị nhé. Cửa chính thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ở ngoài mình sẽ có một lớp cửa cốt đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực rất là đẹp. Bây giờ mời quý vị mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà, mình sẽ review kỹ để cho quý vị xem và nắm bắt được một căn nhà có diện tích là ngang 5 sâu 16 và được thiết kế có phù hợp với gia đình mình không quý vị nhé. Với diện tích chiều ngang rất là đẹp. Ngoài đây thì mình để được xe hơi 5 chỗ quý vị nhá, hoặc là 7 chỗ thì quý vị chạy vào trong. Khu vực phòng khách thì được chủ nhà lót gạch bóng kính 80-80, vân đá rất là đẹp. Xung quanh thì được chủ nhà ốp những mảng alo sẵn rồi. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thể cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng. Chủ nhà có gắn quạt trần ở trong và ở ngoài mình có quạt chùm, đèn chùm ở khu vực phòng khách quý vị nhá. Di chuyển khu vực này là khu vực phòng khách quý vị này. Phòng khách chủ nhà để ở đây quý vị nhé. Ở đây thì quý vị có thể kê bàn ghế, sofa, ngồi uống trà, uống cà phê. Và dưới gầm khu vực cầu thang chủ nhà đã đóng một dàn tủ bằng gỗ gõ đỏ ở dưới khu vực gầm cầu thang. Từ vị trí Hồng Sơn thì quý vị kê bàn ghế salon, ngồi uống cà phê. Và bên đối diện thì quý vị kê kệ tivi để mình ngồi đây mình xem. Từ vị trí này thì mình nhìn ra khu vực sân này. Ở đây là sân đậu xe hơi, xe máy ngoài đây quý vị nhá. Đây. Bây giờ mời quý vị mình vào trong tham quan chi tiết căn nhà. Nội thất đồ gỗ của nhà này làm đồ gỗ gõ đỏ quý vị nhá, từ trụ cho tới tay vịn cầu thang. Và khu vực tủ bếp được chủ nhà làm hai dàn trên và dưới bằng chất liệu gỗ gõ đỏ luôn. Ở đây thì quý vị có thể kê bàn ăn 6 ghế hoặc là 8 ghế ở khu vực phòng bếp nấu ăn. Bên đây thì mình có chỗ kê được tủ lạnh 4 cánh size lớn luôn quý vị nha. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh rồi. Phía trên mình có trần chỉ thạch cao kết hợp với đèn chùm được chủ nhà trang bị ở giữa khu vực phòng bếp nấu ăn nhà mình. Và di chuyển về phía cuối căn nhà là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh. Ở đây mình có giếng trời ở đây quý vị nhé. Một căn nhà rất là đẹp với thiết kế một trệt hai lầu đúc 3,5 tấm. Khu vực ở ngoài đây là chậu rửa mặt cũng như gương soi. Còn ở trong đây là khu vực phòng tắm, phòng vệ sinh ở tầng trệt quý vị nhé. Nhà này sẽ có 4 phòng vệ sinh như thế này. Gạch thì được chủ nhà ốp gạch bóng kính lên tới trên. Mời quý vị mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi mình sẽ cùng di chuyển lên lầu trên tham quan chi tiết các phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ ở trên quý vị nhé. Và quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn, nếu thấy căn nhà này đẹp hãy tặng cho mình xin một tim, một like. Và quý vị hãy ấn đăng ký kênh và mở chuông để khi Hồng Sơn đăng lên video mới hàng ngày để có thông báo để quý vị xem trước được, để nắm được giá cả thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương cuối năm 2022. Và giá căn nhà này thì đang được chính chủ ở bên Nhà Đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là
4 tỷ 550 triệu đồng quý vị nhé. Lên lầu trên này sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này. Phòng ngủ rộng rãi và được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cáp nét đầy đủ hết, có cửa sổ phía sau. Và sau cùng đây là khu vực ban công sau quý vị nhé. Ở đây thì quý vị có thể kê máy giặt, phơi đồ ở khu vực này, sân thượng sau nhé. Tuy nhiên ở trên có một chỗ kê máy giặt, phơi đồ riêng dành cho căn nhà này. Di chuyển sang đây, phòng vệ sinh này là dành cho phòng ngủ thứ nhất mình vừa xem vừa rồi quý vị nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ hai của căn nhà, dành cho phòng ngủ thứ nhất. Vì phòng ngủ thứ nhất chủ nhà làm xịt ra phía sau nên chủ nhà thiết kế phòng vệ sinh ở ngoài cho nó rộng rãi, nội thất đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm, gương soi được chủ nhà trang bị đầy đủ hết. Chủ nhà ốp gạch lên tới nóc luôn quý vị ạ. Và đây là phòng ngủ master quý vị này. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng đây. Một căn nhà ngang 5 sâu 16 được chủ nhà thiết kế một trệt 2 lầu, đúc 3 tấm rất là chắc chắn quý vị ạ. Nhà gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ master quý vị nhé. Có ban công phía trước. Mình xem hết lên lầu 2, Hồng Sơn sẽ ra ban công review con đường phía trước cho quý vị xem. Vì hồi nãy mình review ở đường thì anh em ngồi chơi nói chuyện đông ồn nên mình không có review kỹ được quý vị nhé. Mình sẽ lên trên quay xuống cho quý vị cùng xem. Mình cùng di chuyển lên lầu trên này. Cầu thang được chủ nhà làm tay vịn gỗ gò đỏ kết hợp với kính cường lực rất là chắc chắn, đá hoa cương màu sọc đỏ rất là đẹp quý vị ạ. Với mức giá 4 tỷ 550 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà đẹp như thế nào rồi. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Phòng ngủ thứ ba đây quý vị nhé. Từ cửa này thì mình nhìn xuống khu vực ở lối thoát hiểm phía sau. Lối thoát hiểm thì được chủ nhà lập tôn quý vị nhé. Còn trên đây là đúc bê tông cốt thép hết. Ở đây còn thang lên sân thượng này. Quý vị xem hết video mình sẽ review lên sân thượng cho quý vị xem. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư. Phòng vệ sinh thứ tư quý vị này. Một căn nhà rất là đẹp, được chủ nhà thiết kế tâm huyết. Nhà này tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương quý vị ạ, gần với ngã 6 An Phú. Và đây là phòng ngủ thứ tư. Tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cũng như là cáp nét hết. Chủ nhà làm trần chỉ thịt cao, giật cấp, rất là đẹp quý vị nhé. Sàn bóng kính 60-60. Nhà này có hướng chính đông, có đường nhựa phía trước là đường cụt nên rất là an ninh và yên tĩnh. Nhà này đường cụt thì chỉ có 3 căn nhà thôi quý vị ạ. Và đây là phòng thờ rộng rãi này. Phòng thờ rất là rộng nha. Mình ra sân thượng xem một xíu này, rồi mình quý vị nhớ xem hết video, mình sẽ lên sân thượng trên cùng quay một ở trên cho quý vị xem. Đối diện nhà mình có tới 3 căn biệt thự ở đây quý vị nha. Và bên đây là con đường trục chính lưu thông ở đây. 3 căn biệt thự quý vị này. 3 căn biệt thự máy Thái. Và trước nhà mình thì có 2 căn nhà máy Thái. Căn bên trái thì bán rồi, còn căn bên phải thì đang còn quý vị nhé. Và con đường phía trước này, phía trước rất là thông thoáng nhé. Bây giờ mình cùng lên trên sân thượng trên cùng để review cho quý vị xem. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà bên nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị cùng xem nhé. Mình cùng di chuyển lên lầu trên. Khu vực nhà đất Bình Dương, nhà đất Hồng Sơn có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị xem tham khảo, mua ở, mua đầu tư hoặc là mua cho thuê được mức giá tốt nhất. Trên đây là khu vực sân phơi kê máy giặt ở đây quý vị ạ.
quý vị có chỗ kê máy giặt phơi đồ trên đây. Và đây là tum này, tum trên đây thì được chủ nhà đúc bê tông cốt thép và chủ nhà sơn đầy đủ hết quý vị nha. Sân thượng trồng rau đây, căn nhà rất là đẹp. Từ đây thì mình nhìn xuống đường này quý vị này, không thấy được mắc mái quý vị nha. Đây thấy được đường phía trước rộng, đường cụt quý vị nha, rất là an ninh yên tĩnh. Chỉ có 3 căn nhà thôi là mình ra đường chính rồi. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.